Lê Tấn Đạt 25 tuổi đến tiệm vàng hỏi mua 6 món nữ trang cho em gái trị giá 70 triệu đồng rồi cầm vàng bỏ chạy nhưng đã bị nhân viên và người dân dây bắt bàn giao cho công an. Vào đêm qua, Đạt đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát ở đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Lúc tiệm khá đông khách, tại đây Đạt nói muốn mua vàng cho em gái và yêu cầu nhân viên cho xem hai lắc vàng, hai dây chuyền, một mặt dây chuyền, một chiếc nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng đạt lựa vàng khá lâu và có nhiều biểu hiện đáng nghi khiến nhân viên tiệm vàng cảnh giác. Đến khoảng 21 giờ, đạt đeo vàng vào tay rồi ra đứng trước cửa tiệm lấy thuốc hút. Lợi dụng khách đông, nhân viên không kịp xử lý, nam thanh niên này bỏ chạy cùng một chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn. Trên đường tẩu thoát, nam thanh niên chạy vào con hẻm cục. Khi quay trở ra thì bị nhân viên tiệm vàng và người dân khống chế bắt giữ. Bước đầu, đứa tượng khai do thiếu tiền nên đã làm liều.